Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về số nhị phân và ứng dụng trong mã hóa. Trước hết, chúng ta xét việc chuyển đổi số thập phân sang số nhị phân. Giả sử chúng ta cần chuyển đổi số 118 trong cơ số 10 sang số nhị phân. Chúng ta làm như sau: lấy 118 chia cho 2 được 59 dư 0, lấy 59 chia cho 2 được 29 dư 1, lấy 29 chia cho 2 được 14 dư 1, lấy 14 chia cho 2 được 7 dư 0, lấy 7 chia cho 2 được 3 dư 1, lấy 3 chia cho 2 được 1 dư 1, lấy 1 chia cho 2 được 0 dư 1, và khi kết quả là 0 ở cuối cùng chúng ta sẽ dừng lại. Kết quả số nhị phân biểu diễn số 118 được viết theo chiều ngược lại, đó là 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Và chúng ta viết các số xuống phía dưới để chỉ số mà chúng ta đang biểu diễn ở nó ở trong cơ số mấy. Ví dụ 118 cơ số 10 chúng ta có thể viết 10 hoặc không viết. Tuy nhiên khi viết số nhị phân chúng ta sẽ viết số 2. Tuy nhiên số nhị phân có một cái nhược điểm, đó là nó khó nhớ và nó dài. Do đó khi biểu diễn người ta thường sử dụng cơ số 8 hoặc cơ số 16 để thay thế cho số nhị phân. Trước hết chúng ta xét việc biến đổi từ số nhị phân sang cơ số 8. Ba chữ số nhị phân sẽ biểu diễn một chữ số trong cơ số 8. Chúng ta lấy ví dụ, nếu biểu diễn số 118 cơ số 10 chính là số 1110110 trong cơ số 2. Khi biểu diễn sang cơ số 8, chúng ta sẽ ghép từng cặp ba chữ số từ phải qua trái. Chúng ta có thể viết hai chữ số 0 đằng trước, chữ số 1 đầu tiên, hoặc không cần viết. Và chúng ta sẽ ghép những cái cặp bộ ba số này làm một chữ số trong cơ số 8. Kết quả là 166 trong cơ số 8. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đổi ngược lại. Số 105 trong cơ số 8 sẽ biểu diễn chữ số nhị phân nào? Chúng ta sẽ có 1, 2 chữ số 0 đằng trước chúng ta bỏ qua. 0 sẽ được biểu diễn thành 3 chữ số 0. Và 5 sẽ được biểu diễn là 101. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách đổi số nhị phân sang số cơ số 16. 4 chữ số nhị phân sẽ biểu diễn một chữ số trong cơ số 16. Chẳng hạn như số 118 trong cơ số 10 khi biểu diễn dưới dạng nhị phân, nó có kết quả là 1110110. Để biểu diễn số này ở cơ số 16, chúng ta ghép từng cặp 4 chữ số nhị phân lại. Trường hợp ở bên trái bên cùng chúng ta có thể viết hoặc biết không hoặc là bỏ qua. Như vậy 111 là 7, 0110 chính là 6. Biến đổi ngược lại, giả sử cần biến đổi 1E0 cơ số 16 sẽ là số nhị phân nào, thì chúng ta sẽ có số 1 đầu tiên nó sẽ là tương ứng với 1, chữ số E nó sẽ là 1110, và chữ số 0 sẽ được biến đổi thành 4 chữ số 0 nhị phân. Nội dung tiếp theo là chúng ta cần chuyển đổi một số ở cơ số B sang số thập phân. Giả sử 166 cơ số 8 nó sẽ được biểu diễn là 1 nhân với 8 mũ 2 cộng với 6 nhân với 8 cộng với 6. Khi chúng ta tính toán biểu thức này trong cơ số 10, chúng ta được 118 ở cơ số 10. Giả sử số A76 ở cơ số 16 sẽ có giá trị là A nhân với 16 bình cộng với 7 nhân 16 cộng 6. Chữ số A có giá trị là 10. Khi chúng ta tính giá trị biểu thức này trong cơ số 10, kết quả là sẽ là 2678. Tương tự như vậy, với số 101010 trong cơ số 2 thì nó sẽ có giá trị là 42 trong cơ số 10. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện một chương trình, đó là in ra một giá trị nguyên dương A ở các dạng cơ số khác nhau 10, 8, 16. Lưu ý trong chữ unsigned cha có nghĩa là đây là một kiểu số nguyên dương không dấu, có độ dài là 1 byte, tức là có 8 bit. Chúng ta sẽ sử dụng định dạng phần trăm D để in ra cơ số 10, định dạng phần trăm O để in ra cơ số 8 và định dạng phần trăm x in ra cơ số 16.
Về chúng ta sẽ chạy chương trình. Đây chúng ta sẽ thấy khi chúng ta gán giá trị A bằng 118 thì kết quả cơ số 10 118, cơ số 8 là 166, còn cơ số 16 là 76. Lưu ý rằng khi viết hàng số ở dạng cơ số 8 thì chúng ta sẽ sử dụng số 0 đứng trước để đánh dấu đây là bắt đầu một hàng số cơ số 8. Còn đối với cơ số 16 thì chúng ta bắt đầu bằng 0x. Chúng ta có thể thay thế giá trị này như sau. Nếu chúng ta viết là 166 thì viết như thế này, nó sẽ hiểu là ở cơ số 10. Còn nếu chúng ta viết là 0166 thì đây nó hiểu là viết ở dạng cơ số 8, tức là giá trị này chính là giá trị 118 ở cơ số 10. Chúng ta thấy. Còn nếu chúng ta viết ở dạng cơ số 16 thì chúng ta sẽ viết là 0x, ví dụ như là 76. Chúng ta chạy lại chương trình. Đấy, thì nó vẫn là 118 cơ số 10, 0166 ở cơ số 8 và 76 ở cơ số 16. Chúng ta có thể bỏ các ký tự đầu tiên thể hiện hàng số ở cơ số 8 hoặc 16 nếu chúng ta bỏ dấu thăng trong định dạng. Thì chúng ta sẽ có cơ số 10, cơ số 8, cơ số 16. Tuy nhiên khi nhìn như thế này chúng ta sẽ không phân định được đâu là số ở cơ số 10 hoặc là cơ số 16. Do vậy chúng ta tốt nhất là nên sử dụng dấu thăng. Bây giờ chúng ta sẽ viết chương trình biểu diễn sâu nhị phân của một số. Hãy để ý, giả sử chúng ta có cho input là một biến unsigned char là A, giả sử chúng ta gán là 118 ở cơ số 10 thì output của nó phải in ra là 0111 0110. Đây chính là số nhị phân của giá trị 118. Trong ngôn ngữ lập trình C thì kiểu cha hoặc kiểu unsigned char nó sẽ có tất cả là một byte dữ liệu, tức là có 8 bit. Chúng ta giả sử gọi từ trái qua phải là bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khi đó bit biểu diễn giá trị A ở đây là 118, bit 0 nó sẽ là 0, bit 1 là 1, bit 2 là 1, bit 3 là 1, bit 4 là 0, bit 5 là 1, bit 6 là 1 và bit 7 là 0. Trước hết chúng ta hãy suy nghĩ B0 chính là kết quả khi chúng ta dịch giá trị A sang phải 7 bit. Và chúng ta hãy xét tiếp để lấy được bit số 1 theo thứ tự từ trái qua phải thì chúng ta cần dịch A sang phải 6 bit. Tương tự như thế, chúng ta đến bit 7 là bit cuối cùng thì chúng ta chỉ không cần dịch, chúng ta giữ nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng kết quả của phép dịch phải như tại bước 1 sẽ là 0, 0, 1, 0, 1, 1, vân vân. Và chúng ta hãy để ý rằng chúng ta mục đích chỉ lấy một bit bên phải của các kết quả của bước 1. Do đó chúng ta sẽ thực hiện phép và bit với giá trị là bit 1 thì chúng ta sẽ có kết quả. Chúng ta cần lưu ý rằng khi chúng ta viết 1 như thế này thì khi biểu diễn ở dạng số nhị phân nó sẽ có 7 bit 0 bên trái và bit 1 cuối cùng bên phải. Do đó khi chúng ta thực hiện phép toán và thì nó sẽ luôn luôn cho các kết quả của 7 bit bên trái là 0. Do đó chúng ta sẽ lấy được một bit duy nhất bên phải. Tiếp theo chúng ta hãy để ý độ dài của kiểu dữ liệu unsigned char là bằng 8, tức là 1 byte, 8 bit. Do đó, nếu chúng ta muốn thực hiện bước 1
là dịch sang phải là 7 thì chúng ta sẽ phải là lấy len trừ 1. Tương tự như thế, nếu là 6 thì chúng ta phải len trừ 2, vân vân. Cuối cùng là len trừ 8, tức là không dịch. Bây giờ chúng ta hãy biểu diễn chữ len trừ 1, 2, 3, trừ 4, vân vân. Đối với y, chúng ta sẽ có kết quả bước 1 sẽ chính là phép toán A dịch phải giá trị là len trừ đi y cộng 1. Tương tự như thế. Như vậy chúng ta thấy rằng đây đã có một cái công thức chung cho các giá trị y. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện ghép bước 1 và bước 2 để lấy ra từng bit phù hợp. Chúng ta sẽ có BI sẽ chính là A dịch phải len trừ đi y cộng 1 bit, sau đó thực hiện phép và với 1. Tiếp theo chúng ta sẽ viết một hàm in ra sâu nhị phân biểu diễn số nguyên dương A có độ dài là 8 bit. Sau khi đã lấy được bit thứ y trong giá trị A thì chúng ta sẽ in ra cái giá trị BI. Còn trong hàm main chúng ta sẽ thực hiện gọi hàm in sâu nhị phân của giá trị A. Chúng ta chạy chương trình như sau. Chúng ta thấy kết quả sâu nhị phân biểu diễn số 118 ở cơ số 10 đó chính là 0111010. Kết quả này hoàn toàn chính xác. Các phép toán dịch bit. Phép toán dịch bit trái ký hiệu là hai dấu nhỏ hơn viết liền nhau. Phép toán dịch phải ký hiệu là hai dấu lớn hơn viết liền nhau. Chúng ta lấy ví dụ 118 dịch bit sang phải 2 bit. Điều này có nghĩa rằng chúng ta sẽ dịch tất cả các bit biểu diễn số hai vị trí sang bên phải. Kết quả nó sẽ là hai bit 10 bên phải nó sẽ bị mất. Còn lại chúng ta sẽ có là 11101. Giá trị này bằng 29. Nếu chúng ta dịch trái 3 bit thì điều này tương đương với việc chúng ta bổ sung 3 bit 0 vào bên phải và giá trị này nó sẽ bằng là 944. Để hiểu rõ phép dịch trái và dịch phải, chúng ta hãy hình dung rằng phép dịch phải tương đương với phép chia lũy thừa của 2. Ví dụ 118 dịch phải 2 bit tương đương với 118 chia cho 2 lũy thừa 2. Còn phép toán dịch trái tương đương với phép nhân 2 lũy thừa. Ví dụ 118 dịch trái 3 bit nó sẽ tương đương với 118 nhân với 2 lũy thừa 3. Phép toán bitwise. Phép toán bitwise là các phép toán logic được thực hiện trên các bit dữ liệu. Phép toán được thực hiện trên từng cặp bit. Chúng ta có phép phủ định, nó ký hiệu là dấu ngã. Nó được định nghĩa là bit 0, phủ định của nó là 1, phủ định của bit 1 là bit 0. Chúng ta lấy ví dụ. Hãy tìm giá trị phủ định của 10. Biểu diễn số 10 ở cơ số 10 sang số nhị phân nó sẽ dạng là 1010. Vậy phủ định của nó sẽ là đổi 1 thành 0, 0 thành 1, chúng ta có 0101, tức là đây là số 5. Như vậy phủ định của 10 bằng 5. Phép toán và AND ký hiệu là một dấu và. Kết quả của phép bitwise và nó sẽ có giá trị 1 nếu hai bit đều là bằng 1 và nó sẽ bằng 0 trong các trường hợp còn lại. Chúng ta lấy ví dụ 10 thực hiện phép AND bit với 12. Chúng ta thấy số 10 sẽ được biểu diễn dưới dạng nhị phân là 1010, 12 sẽ được biểu diễn là 1100. Chúng ta sẽ thực hiện kết quả của nó như sau: 1 AND với 1 bằng 1, 0 AND với 1 bằng 0, 1 AND với 0 bằng 0, 0 AND với 0 bằng 0. Như vậy kết quả này là bằng 8. Phép toán O ký hiệu là một dấu gạch đứng. Phép O được định nghĩa như sau: kết quả phép O bằng 0 nếu hai bit thành phần là bằng 0, còn lại nó sẽ là 1. Chẳng hạn trong ví dụ này chúng ta sẽ có 10 O với 12, kết quả là bằng 1 O với 1 bằng 1, 0 O với 1 bằng 1, 1 O với 0 bằng 1, 0 O với 0 bằng 0. Số nhị phân này được biểu diễn nó sẽ bằng 14. Phép toán tuyển loại SOR ký hiệu là dấu mũ.
được định nghĩa như sau. Kết quả của phép so bit sẽ bằng 0 nếu hai bit bằng nhau, và nó sẽ là 1 nếu hai bit khác nhau. Chúng ta lấy ví dụ 10 so với 12, chúng ta sẽ có 1 so với 1 bằng 0, 0 so với 1 bằng 1, 1 so với 0 bằng 1, 0 so với 0 bằng 0. Kết quả của số nhị phân này chính là giá trị 6. Tiếp theo, chúng ta viết một chương trình biểu diễn các phép toán bitwise với các giá trị A được gắn bằng 10, B được gắn 12 và X được dùng để lưu kết quả. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta thấy rằng để hiểu kết quả khi chúng ta lập trình, nó sẽ thấy khác với lý thuyết. Trong lý thuyết chúng ta có phủ định của 10 là bằng 5. Bởi lẽ là số 10, ở cơ số 10 biểu diễn nó sẽ là 1010 trong cơ số nhị phân. Khi lấy phủ định nó là 0101, giá trị này bằng 5. Tuy nhiên khi chúng ta lập trình, chúng ta khai báo A là một số nguyên dương được gắn là 10. Vậy thì khi đó nó sẽ được biểu diễn dưới dạng sâu nhị phân có độ dài là 1 byte, tức là 8 bit, tức là 4 bit đầu của nó là bằng 0. Do vậy, phủ định của nó sẽ là 1111 0101. Giá trị này khi biến đổi ra cơ số 10 nó chính là 245. Đó chính là lý do khi chúng ta lấy phủ định của A nó có kết quả bằng 245, nó khác với lý thuyết chúng ta trình bày. Còn lại các kết quả này nó đã đều đúng, hoàn toàn chính xác với phần lý thuyết chúng ta tìm hiểu. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu ứng dụng của số nhị phân cũng như các phép toán đối với số nhị phân trong mã hóa. Chúng ta set hệ mã hóa DES. Hệ mã hóa DES có input đầu vào là một chuỗi 64 bit. Sau đó thực hiện các phép hoán vị IP, thực hiện 16 vòng lặp và sau đó thực hiện một hoán vị nửa trái sang nửa phải, sau đó thực hiện hoán vị IP mũ trừ 1 để cho ra kết quả output là một số có 64 bit. Đây chính là kết quả mã hóa. Bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng vòng lặp. Giả sử chúng ta xét vòng lặp thứ Y thì phép toán trong sơ đồ chi tiết của từng vòng lặp chúng ta sẽ có, đó là các phép toán được sử dụng đó là dịch vòng trái. Từ đây cũng chính là một phép dịch bit sang bên trái. Phép so 48 bit so với 48 bit khóa. Sau đó thực hiện phép so một lần nữa sau khi đã thực hiện kết quả ở đây. Như vậy là trong mã hóa DES chúng ta có sử dụng các phép toán dịch bit và phép so. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu ứng dụng của số nhị phân trong mã dòng. Trong mã dòng thì có input là dòng byte M và khóa K. Khóa K là chìa khóa để bộ sinh khóa dòng tạo ra keystream. Mã dòng sẽ thực hiện phép toán so giữa input M và keystream để cho ra kết quả là dòng mã là C. Chúng ta lấy ví dụ, nếu input M là 1100 1100 và keystream là 0110 1100 thì kết quả C sẽ là, chúng ta thực hiện phép so. Hãy nhớ phép so nó sẽ cho kết quả là 0 nếu hai bit giống nhau. 10 thì là 1, 11 là 0, 01 bằng 1, 00 là 0, 11 là 0, 11 0, 00 thì 00, 00, 00. Để giải mã dòng thì chúng ta sẽ lấy C làm input và thực hiện một phép toán so đối với keystream và để cho ra kết quả là input ban đầu là plaintext M. Chúng ta lấy ví dụ, lấy giá trị C là mã làm input và key giống như key ở đây. Key chính là key đã được thực hiện mã hóa. Chúng ta thực hiện việc phép toán so.
1 so với 0 bằng 1, 0 so với 1 bằng 1, 1 so với 1 bằng 0, 0 so với 0 bằng 0, 0 so với 1 bằng 1, 0 so với 1 bằng 1, 0 so với 0 bằng 0, 0 so với 0 bằng 0. Chúng ta thấy rằng kết quả giải mã là giống với kết quả input đầu vào của quá trình mã hóa. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện một bài tập viết một chương trình mã hóa dòng đơn giản. Đó là input là một show ký tự có tên là inp, khóa key là một ký tự. Output là show ký tự có tên là output, là kết quả của phép so từng ký tự của input với key. Nói cách khác là ký tự thứ y của output sẽ bằng ký tự thứ y của input so với key. Hãy thực hiện quá trình mã hóa và giải mã. Cuối cùng, chúng ta viết một chương trình mã hóa dòng đơn giản. Giả sử chúng ta có input là Hello World và key được gắn là ký tự A Hoa. Chúng ta sẽ khai báo một show ký tự dùng để lưu kết quả mã hóa có tên là output. Và ứng với mỗi ký tự của output, chúng ta sẽ gán bằng input, thực hiện phép so với key. Kết quả mã hóa chúng ta in ra show ký tự output. Giải mã chúng ta sẽ thực hiện quá trình giống như vậy đối với mã hóa, nhưng ký tự thứ y của show giải mã sẽ là ký tự thứ y của output so với key, và chúng ta cũng sẽ in ra kết quả giải mã. Chúng ta chạy chương trình. Đây, chúng ta thấy kết quả mã hóa sẽ là kết quả sau, còn kết quả giải mã là Hello World. Nội dung đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.